Chào mừng các bạn đã đến channel của mình Bữa nay mình đi làm hộ chiếu lại Tại hộ chiếu mình hết hàng rồi Cho nên mình phải đi lấy đơn để điền Đây mình tới tới cái chỗ bưu điện chính của thành phố mình nè Bây giờ mình vô mình lấy đơn Mình mình điền nha mấy bạn Đây là cổng chào chính bạn Mấy bạn thấy mấy cái hộp đó không Mấy cái hộp đó là giống như là mình không có địa chỉ xác định, cố định Cho nên mình mướn mấy cái hộp đó một tháng gì ba chục đồng bốn chục đồng gì đó, tùy bạn muốn bự hay nhỏ đây là cái form để mình điền nữa bạn mình phải lấy cái form đó bây giờ mình điền xong hết rồi à, bây giờ mình phải vô trong mình hỏi lại coi có đúng hay không rồi mình sẽ gửi đi mình sợ vô trong nó sẽ không cho mình quay phim nhiều đó, cho nên mình quay ở ngoài sơ sơ cho bạn coi thôi Bây giờ mình sẽ đi vô Mấy cái tờ giấy màu vàng á Là người mới làm passport còn mấy cái tờ giấy màu xanh á rồi làm lại cái passport tại cái passport mình hết hạn mình phải lấy cái tờ giấy màu xanh mình phải mua cái money order một trăm nữa à, với hai cái tấm hình passport là 5 năm á rồi xong mình bỏ vô trong cái bao thư mình sẽ ghi cái địa chỉ hiện tại mình đang ở và và cái chỗ làm passport đó nó sẽ đánh dấu cho các bạn coi và sau đó mình chỉ dán lại mình gửi đi rồi mình đi về thế là xong rất là đơn giản ở đây ở mỹ này làm password rất là đơn giản không phải giống như phải bóc số này nọ kia mình chỉ cần vô đầy đủ giấy tờ mùi money order chụp hai tấm hình kẹp vô rồi xong gửi đi thấy không bây giờ bắt đầu mình đi về mình gửi xong bây giờ bắt đầu mình đi về